Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Nguồn cung tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine đứng trước nguy cơ bị gián đoạn trước các cuộc đình công tại nhà máy của Bộ Quốc phòng Anh ở Scotland. Em gái ông Kim Jong-un cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt những điều rất bất hạnh nếu nước này không từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên. Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Nam Phi để dự hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ đặt quốc gia châu Phi vào thế khó. Lính đánh thuê thuộc công ty quân sự tư nhân, PMC, Wagner vẫn hoạt động tại Cộng hòa Trung Phi. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Sputnik, các cuộc đình công tại một nhà máy thuộc Cơ quan Thiết bị và Hỗ trợ Quốc phòng, DENS, của Bộ Quốc phòng Anh ở Bath, Scotland tối 14 tháng 7 có thể dẫn tới việc thiếu hụt nguồn cung tên lửa hành trình Storm Shadow và tên lửa đất đối không Brimstone cho Ukraine. Cũng theo Sputnik, cuộc đình công ở Bath có sự tham gia của hơn 50 công nhân chủ chốt của cơ sở DENS tại Scotland. Truyền thông Anh dẫn các nguồn tin Bộ Quốc phòng Anh cho biết, nếu các cuộc đình công ở Scotland kéo dài, việc chuyển giao tên lửa cho Ukraine có thể bị ảnh hưởng, ngay cả quân đội Anh cũng chịu tác động. Hiện tại cơ sở DENS tại Bath đang là nơi thực hiện các hợp đồng cung cấp tên lửa Storm Shadow và Brimstone cho Bộ Quốc phòng Anh. Các cuộc đình công dự kiến sẽ tiếp tục vào thứ Hai, 17 tháng 7, nhằm phản đối mức lương thấp. Trong một tuyên bố về cuộc đình công ở Bath, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã đưa ra các biện pháp dự phòng để tránh nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine bị ảnh hưởng. Tháng 5 năm 2023, Anh trở thành nước phương Tây đầu tiên viện trợ tên lửa tấn công tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Đến tháng 7, Pháp cũng tuyên bố sẽ chuyển giao cho Kiev loại vũ khí này bên thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva. Tên lửa hành trình Storm Shadow hiện là một trong những vũ khí quan trọng giúp Ukraine thực hiện chiến dịch phản công ở vùng Donbas. Storm Shadow có thể giúp quân đội Ukraine tấn công vào các trung tâm hậu cần lớn của Nga, cách chiến tuyến hơn 200 km. Storm Shadow hoặc Scout Easy do Anh và Pháp hợp tác phát triển, có tốc độ tối đa 1.000 km/h, đủ sức đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 250 đến 560 km tùy biến thể. Mỗi quả đạn có giá hơn 3 triệu đô la Mỹ. Phòng không Nga cũng nhiều lần tuyên bố đánh chặn Storm Shadow. Thậm chí các binh sĩ Nga còn thu giữ được một tên lửa Storm Shadow còn nguyên vẹn sau một đợt tập kích của Ukraine. Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, Nga có thể thu được nhiều lợi ích từ quá trình mổ xẻ, nghiên cứu xác tên lửa Storm Shadow. Cái giá Mỹ phải trả cho những động thái nhằm vào Triều Tiên không bao giờ nhẹ nhàng. Và tôi cũng không che giấu sự thật rằng những điều rất bất hạnh sẽ chờ đợi Mỹ, Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nói ngày 14 tháng 7 nhưng không nêu cụ thể. Bà Kim cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đáp trả thoải mái hơn cả về phương thức lẫn quy mô với nỗ lực của Washington để tăng cường sự hiện diện các khí tài chiến lược tại bán đảo Triều Tiên. Bà tuyên bố Triều Tiên sẽ xây dựng biện pháp răn đe hạt nhân áp đảo nhất cho đến khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch. Em gái ông Kim Jong-un còn bày tỏ bất bình mạnh mẽ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 13 tháng 7 họp bàn về vụ phóng tên lửa SWASONG-18 của Triều Tiên một ngày trước đó. Bà mô tả cuộc họp là bất công và định kiến, nói vụ phóng thể hiện quyền tự vệ của Bình Nhưỡng trước chính sách thù địch từ Washington. Không có lý do để chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mới của Triều Tiên, bà Kim cho biết. Hội đồng Bảo an ngày 13 tháng 7 nhóm họp, theo đề nghị từ Mỹ cùng một số quốc gia, sau khi Triều Tiên tuyên bố thử ICBM thế hệ mới SWASONG-18, gọi đây là biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với các đối thủ. Đại diện Mỹ và chính quốc gia khác ra tuyên bố chung lên án vụ phóng. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cáo buộc Mỹ cùng đồng minh khiến tình hình bán đảo bất ổn. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song khẳng định, Bình Nhưỡng phóng ICBM là đang thực hiện quyền tự vệ nhằm răn đe những động thái quân sự nguy hiểm của các thế lực thù địch và bảo vệ an ninh quốc gia. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây liên tục leo thang. Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản. Triều Tiên sau đó tiến hành nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí thế hệ mới để đáp trả. Triều Tiên bị cấm thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo, theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Cơ quan này đã áp lệnh trừng phạt để đáp trả những lần thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng trước đó. Hãng AP ngày 15 tháng 7 dẫn nội dung trả lời phỏng vấn của Phó Tổng thống Nam Phi Paul Masatai với truyền thông địa phương, trong đó cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 được tổ chức ở Nam Phi, quốc gia giữ chức chủ tịch năm nay. Tuy nhiên, thế lưỡng nan đặt ra cho Nam Phi là việc nước này là một thành viên tòa hình sự quốc tế, ICC, cơ quan vào tháng 3 ra lệnh bắt giữ Tổng thống Putin
với cáo buộc đưa trái phép trẻ em Ukraine sang Nga. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của ICC, việc cho phép ông Putin tham dự cuộc họp BRICS sẽ gây thêm áp lực lên quan hệ của Nam Phi với Mỹ và các đối tác thương mại cũng như ngoại giao khác của phương Tây. Chính vì thế, Nam Phi đang thuyết phục ông Putin thay đổi quyết định để tránh đẩy Nam Phi vào thế khó. Theo ông Masertai, Nga đã từ chối các phương án thay thế, bao gồm chuyển hội nghị thượng đỉnh sang Trung Quốc, tổ chức họp trực tuyến hoặc để Ngoại trưởng Sergei Lavrov thay Tổng thống Putin đại diện phái đoàn Nga. Đó là một vấn đề nan giải lớn đối với chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi không thể bắt giữ ông Putin, ông Masertai nói. Nó gần giống như việc bạn mời bạn mình đến nhà và sau đó bắt giữ họ. Đó là lý do tại sao đối với chúng tôi, việc ông ấy không đến là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, người Nga không hài lòng. Họ muốn ông ấy đến đây. Về phần Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 14 tháng 7 nói với các phóng viên rằng hình thức tham gia của Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh BRICS vẫn chưa được xác định, hãng thông tấn TASS đưa tin. Sau khi quyết định cuối cùng được đưa ra, chúng tôi sẽ báo cáo về nó, ông Peskov nói. Tại Cộng hòa Trung Phi, PMC Wagner của Nga đã thực hiện chiến dịch quân sự để sơ tán một nhóm thợ mỏ Trung Quốc. Điều này được đăng tải trên tờ báo South China Morning Post xuất bản tại Hồng Kông, Trung Quốc. Theo ấn phẩm, những lính đánh thuê Wagner đã bảo vệ và đưa các thợ mỏ Trung Quốc ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cựu chiến binh quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, PLA, Tiên Bu Châu cho biết, chính quyền Bắc Kinh thường sử dụng lực lượng bán quân sự của bên thứ ba để bảo vệ các chuyên gia của họ làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là ở những quốc gia có nhiều mối nguy hiểm như Ca. Tờ báo tiếng Trung viết rằng, PMC Wagner đang mở rộng hoạt động kinh doanh tại Ca. Bên cạnh đó, ở nước Cộng hòa này, ngoài lính đánh thuê người Nga còn có những người đến từ Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Ấn Độ. Một trong những chuyên gia được South China Morning Post phỏng vấn đã liên kết hoạt động của các nhạc công sơ tán thợ mỏ Trung Quốc với mong muốn của ban lãnh đạo PMC nhằm khôi phục hình ảnh của họ trong mắt cộng đồng thế giới, bao gồm cả Trung Quốc sau biến cố ở Nga. Lính đánh thuê Wagner tiếp tục hoạt động tại một số quốc gia châu Phi. Như chúng ta đã thấy, PMC Wagner vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở các quốc gia thuộc lục địa châu Phi và không có trở ngại nào cho việc này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bày tỏ quan điểm chính thức về sự tham gia của các binh sĩ Wagner trong những hoạt động khác nhau ở châu Phi. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, Moscow không quan tâm đến sự hợp tác của một công ty tư nhân với các quốc gia khác, do vậy Moscow không đi sâu vào sự hiện diện của PMC Wagner ở châu Phi. Hiện nay, lính đánh thuê Wagner đã có mặt tại Cộng hòa Trung Phi, Mali, Sudan, và có thông tin cho rằng họ từng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên lãnh thổ Libya. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.